Thưa quý vị, liên quan tới vụ việc, đôi vợ chồng chạy xe SH tiễn xiếc trên đoạn đèo nguy hiểm nhất Đà Nẵng gây bức xúc trong dư luận vì sự liều lĩnh, coi thường tính mạng của mình và người khác của hai đối tượng. Công an quận Liên Triều, Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng đối với hai vợ chồng chạy xe máy diễn xiếc trên đèo Hải Vân. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1988 và Nguyễn Kim Ngân, sinh năm 1999 cùng chú ở thôn Thủy Tụ, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng. Trước đó vào khoảng 16 giờ chiều ngày 19 tháng 3, anh và Ngân rủ nhau chạy xe máy lên đèo Hải Vân để chơi. Khi đến đoạn cua cùi trỏ ở đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Triểu, Đà Nẵng, thấy có nhiều người nên anh rủ vợ biểu diễn đổi người lái trên xe để được mọi người hô hào cổ vũ cho mình. Thời điểm này, cả hai không đội mũ bảo hiểm Lúc này anh ngồi phía sau, đặt một chân lên gác chân sau, chân còn lại thì duỗi dài trên xe, chồm người tới phía trước, cầm hai tay lái của xe để điều khiển xe. Trong khi đó, ngân ngồi phía trước, tay ôm vào người anh để thực hiện đổi người lái khi xe đang chạy. Hành vi diễn xiếc của vợ chồng anh được người bạn đi cùng quay lại và đăng lên mạng xã hội, khiến cho dư luận bức xúc. Theo cơ quan công an, đôi vợ chồng trẻ này đã diễn xiếc trên đoạn đường dài hơn 120 mét ở đoạn đường dốc cua gấp có nhiều phương tiện tham gia giao thông gây mất an toàn giao thông an ninh trật tự cảnh sát còn xác định có thời điểm anh đi một mình biểu diễn tư thế điều khiển xe khó nguy hiểm chạy từ chân đèo lên đến đỉnh đèo Hải Vân đặc biệt sau màn biểu diễn trên đèo Hải Vân anh và Ngân chở nhau về nhà tại thôn Thủy Tụ đến 22 giờ cùng ngày cả vợ chồng này tham gia đánh nhau tại xã Lộc Vĩnh huyện Phú Lộc đối tượng anh ngay sau đó đã bị công an huyện Phú Lộc tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích còn ngân bị thương ở đầu do ẩu đả và phải đến cơ sở y tế để điều trị đây có lẽ là bài học thích đáng và là bài học gian đe cho những kẻ thích thể hiện mình coi thường pháp luật coi thường tính mạng của mình và người khác khi tham gia giao thông